Đại thống chào tất cả các bạn ha. Như các bạn biết rằng thuật ngữ thế giới tâm linh thì không còn xa lạ gì đối với mỗi người dân của chúng ta cũng như tất cả mọi người trên thế giới này ha. Thì các cái hiện tượng yêu ma quỷ quái, các hiện tượng lên đồng, các hiện tượng là mộng du hay là ngoại cảm, các hiện tượng siêu nhiên vân vân thì gọi là thế giới tâm linh ha. Thế giới tâm linh thì đó là chính là linh hồn của các cái sinh vật, mà trong đó đỉnh cao là có con người của chúng ta các bạn. Thì các cái hiện tượng tự nhiên và huyền bí gọi là thế giới tâm linh. Theo cái sự giải thích của các nhà khoa học thì cũng khác nhau, các cái tôn giáo cũng khác nhau. Ví dụ đạo Phật chúng ta thì nhân quả luân hồi, chúng ta làm việc tốt, gieo một cái nhân tốt thì sau này có thể về với Phật A Di Đà ha, thế giới Tây phương Cực Lạc. Còn Thiên Chúa giáo thì chúng ta có thể lên thiên đàng, và các cái tôn giáo khác của bạn. Thì hôm nay là 30 ha, mai là mùng 1. Như vậy là chúng ta hân hoan chào đón năm 2020 với những điều gì là tốt đẹp nhất. Thì hôm nay mình ở trong một cái khu này, tức là những cái khu gọi là cái khu này người ta quy hoạch những cái ngôi mộ mã mộ ha. Thì hôm nay chúng ta đi tả mộ ông bà tổ tiên. Như các bạn biết rằng thì người ta hay đi tảo mộ hay là dãy mã để rước ông bà tổ tiên của chúng ta về sum vầy ăn Tết của cùng với chúng ta, để chúc cho chúng ta là hạnh phúc, sức khỏe, cuộc sống tươi đẹp. Thì bây giờ mình quay tất cả những cái quang cảnh ở đây cho tất cả các bạn xem ha, để xem cái cảnh mà dãy mã mộ như thế nào các bạn. Giờ mời các bạn theo chân mình nha. Hai gái đâu? À, hai cái kề ra luôn hả? Con cháu họ Đặng ngày 30 đi dãy mã mộ, tảo mộ ông bà. Đây là Đặng Thành, bác hai của mình, dòng họ Đặng. Sinh năm 1921, mất 2013, hưởng thọ 93 tuổi, cũng là đại thọ ha. Đây cũng bác hai gái Nguyễn Thị Bính, sinh năm 1923, mất 2013, hưởng thọ cũng 90 tuổi ha. Đặng Văn Tị, cháu nội, đang tảo mộ ông nội. Đặng Văn Dần, con út. Thứ trống là người ta chôn vô. Quá, ba mẹ vợ hả? Trương Thị Khiết, 48 08.
Bây giờ chúng ta đi vào một cái khu rừng, gọi là cái khu rừng này thì gọi là cây bạch đàn, rất là mát. Bây giờ mình qua bên kia, mọi người cũng đang dãy mã mộ phía mình. Khu bên kia thì người ta đã quy hoạch, một chỗ ha, một chỗ tức là người ta xây các cái mã mộ. Còn dưới này thì nó lệch, đây là những ngôi mộ chắc có lẽ là trước kia xa hơn chút xíu cho nên nó lại trọc dưới này và không có xây các cái lăng mộ bằng xi măng đẹp ha. Còn đất. Đây là một cái dòng tộc họ Đặng, con cháu của dòng họ tộc họ Đặng. Hôm nay ngày 30 thì dãy mã mộ ông bà tổ tiên, trước ông bà tổ tiên về Tết chung vui với chúng ta. Hết trong đời họ Đặng thôi, hết phải không? Có mình đào là không phải phải không? Đào có đặc biệt quá, không có gì.